Sau thời gian chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị cũng như nguồn nhân lực, ngày 1 tháng 7, tỉnh Cà Mau đã long trọng tổ chức buổi lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Đây là một trong 12 địa phương được Bộ Công an chọn là điểm ra mắt lực lượng an ninh trật tự cơ sở. Dự và chỉ đạo tại lễ ra mắt có Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang cùng đại diện lãnh đạo các vụ cục phòng trực thuộc Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an. Dự phía tỉnh Cà Mau có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Việt cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, các địa phương, đại diện các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh. Mở đầu buổi lễ ra mắt là màn diễu hành biểu dương lực lượng của hơn 600 cán bộ chiến sĩ, thành viên đại diện cho 883 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, các khối diễu hành gồm khối Kiều Ảnh Bác, khối quy hiệu lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và các khối đại diện cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở của chính quyền thành phố lần lượt tiến qua lễ đài, đại diện cho hơn 2.900 thành viên của các tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Với tính chất là lực lượng quần chúng tự nguyện, tự quản ở địa bàn cơ sở, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở cũng chính là lực lượng nòng cốt, hỗ trợ đắc lực, kề vai sát cánh cùng lực lượng công an cấp xã trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra mắt, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang ghi nhận, biểu dương kết quả công tác triển khai luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời chúc mừng sự khởi đầu mới của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Để lực lượng này đi vào hoạt động hiệu quả, cũng như thực sự phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, cần có sự quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp đồng bộ của các ngành, các cấp, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Có thể thấy rằng các quyền chính quyền tỉnh Cà Mau nói chung và thành phố Cà Mau cũng như các huyện nói riêng đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt, hiệu quả việc triển khai thi hành luật. Qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự ủng hộ của nhân dân trong việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tạo khí thế phấn khởi, động viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới. Thay mặt Ban Dân vận Trung ương, tôi xin ghi nhận, biểu dương kết quả công tác triển khai thực hiện luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và chúc mừng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh Cà Mau. Việc ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là dấu mốc trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, khẳng định sự quyết tâm trong việc giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Phát biểu giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Quỳnh Quốc Việt nhấn mạnh. Thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng, sự quản lý của ủy ban nhân xã, phường, thị trấn, sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của công an xã, phường, thị trấn trong thực hiện 6 nhiệm vụ mà luật đã quy định. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân, để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật đi vào cuộc sống và để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thay mặt lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể các tổ chức và bà con nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, tham gia tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là quan tâm, hỗ trợ, động viên, giúp đỡ, khích lệ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở ấp khóm trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Được biết, ngày 28 tháng 11 năm 2023, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đây cũng là cơ sở pháp lý bình đẳng về địa vị cũng như xác định cụ thể vị trí, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng này tại địa bàn cơ sở. Qua đó góp phần làm tốt vai trò nòng cốt trong hỗ trợ công an cấp xã, giúp Ủy ban Nhân dân cung cấp trong bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cũng nằm trong chương trình của buổi lễ,
Các đại biểu đã chứng kiến màn diễn tập thực binh có thời lượng dài hơn 45 phút với 3 tình huống tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự theo kịch bản mẫu của Bộ Công an, gồm xử lý phương án các đối tượng quá khích sử dụng hung khí, vật gây cháy nổ, phương tiện đua xe trái phép phá rối an ninh trật tự tại địa phương, xử lý phương án các đối tượng tụ tập đông người, tổ chức đánh nhau gây thương tích, xử lý phương án bạo lực gia đình, đe dọa giết người. Đây là những tình huống được đánh giá là sát với thực tế tại cơ sở. Thông qua các phương án này, từng thành viên của tổ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ đúc kết được nhiều kinh nghiệm cho bản thân cũng như trong quá trình thực tế công tác tại địa bàn quản lý. Dịp này, đại diện lãnh đạo trung ương, địa phương cũng đã trao tặng quà và cờ lưu niệm cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.